Mấy bạn có để ý là khi mình ra quán chọn cơ pizza, có lúc thì mình đánh thiệt là ngon, trô kéo rất là bén, nhưng mà có lúc mình đánh không được luôn, cực kỳ khó chịu. Thì ở đây Lý sẽ có 3 loại cơ. Đầu tiên là cơ quánh lít, đầu nó khoảng 11.5 đến 11.7. Tiếp theo là một vị đại diện đến từ cơ ba banh với đầu từ khoảng 11.8 đến 12.2 ly. Và cuối cùng đó là cái cây bự nhất, đó chính là cây lỗ với đầu từ khoảng 12.5 tới 13 ly. Cây lỗ này 12.8 là rất vừa miếng luôn nha. Ngoài ra còn một dấu hiệu nữa là cây pizza lỗ sẽ to nhất, dài nhất và nặng nhất. Với cái cơ đánh lít thì mình sẽ chọn đầu cơ nhỏ một chút và cho kéo nó sẽ bén hơn. Hy vọng cái video này của Lý sẽ giúp cho anh em chọn cơ pizza phù hợp hơn và trở thành cao thủ pizza.